Kỳ nghỉ lễ trăng mật sau một năm cưới nhau luôn là điều gì đó đáng mong đợi đối với những cặp đôi vợ chồng mới cưới. Thế nhưng câu chuyện của Emily, một cô gái trẻ 22 tuổi xinh đẹp, một nữ y tá tận tâm với nghề, lại có một cái kết đáng buồn và chóng vánh như cuộc đời tuổi đôi mươi của cô. Vào ngày 15 tháng 10 năm 2021, người chồng 43 tuổi tên là Joseph và cô vợ trẻ Emily, 22 tuổi, đang lên kế hoạch cùng với chú chó Remington cho kỳ nghỉ lễ trăng mật đáng nhớ. Vào thời điểm này, đại dịch Covid đã bắt đầu giảm và cặp đôi dành phần lớn thời gian trước đó để sinh sống trên một khu cắm trại, phần đất của mẹ Emily ở Northfield, New Hampshire. Đôi vợ chồng chỉ có kế hoạch đi thăm em gái của Joseph và bạn trai của cô ấy vào ngày hôm sau ở Vermont, một vùng đất mà cặp vợ chồng đã rời đi trước khi đại dịch xảy ra. Đại dịch cũng là một phần lý do khiến cho cuộc sống chung của họ trở nên khó khăn và trong vấn đề công việc và tài chính. Bởi Joseph là một nghệ sĩ xăm hình và là một thợ xỏ khuyên trên cơ thể, nhưng lệnh cách ly xã hội do đại dịch khiến công việc của Joseph không còn kiếm ra được tiền nữa. Đó là lúc mà công việc y tá của Emily là nguồn thu nhập chính để nuôi sống cả hai trong những năm đại dịch xảy đến. Nhưng công việc của cô là một trong những công việc bận rút sức lực nhiều và tỷ lệ đào thải nhân sự cũng rất lớn. Cả hai lên kế hoạch cho chuyến đi từ Northfield, New Hampshire đến Boston, Vermont, mất 2 tiếng rưỡi. Họ đi qua cung đường có khung cảnh đẹp bậc nhất Vermont. Bởi vì đang vào mùa ngắm rừng, lá đang thay màu vào giữa tháng 10. Lúc này, thu hút lượng lớn du khách từ khắp đất nước để chiêm ngưỡng những mảng màu tuyệt đẹp. Cặp đôi quyết định dừng lại ở khu cắm trại gần đường Vermont số 2 và đường vào thung lũng Burton. Gần đó, có khu vực thác nước Cascade tuyệt đẹp và hoạt động bơi lội gần đó. Nơi đó là một thiên đường mùa thu với nhiệt độ mát mẻ và bầu trời trong xanh. Sáng hôm sau, Joseph bước vào nhà hàng Maxi ở Waterbury Village để ăn sáng với em gái và bạn trai cô ấy. Lúc này, Emily không đi cùng anh ta. Chắc chắn phải có lý do nào đó khiến Emily vắng mặt. Em gái của Joseph thắc mắc và hỏi anh trai, nhưng rồi anh ta trả lời rằng cô ấy bị bệnh và đang cần phải nghỉ ngơi. Cô em gái nói rằng để em gọi điện hỏi thăm sức khỏe Emily, nhưng Joseph đã ngăn cản lại. Rồi cả ba người dùng bữa và rời đi sau đó. Nhưng rốt cuộc, một người hướng ngoại, mở lòng và thích nói chuyện với mọi người như Emily, tại sao lại vắng mặt khi chuyến đi thực chất là để thăm em gái của Joseph? Những câu hỏi ngờ vực lúc này thực chất đang nằm trong đầu của Joseph, và chỉ một mình anh ta biết câu trả lời. Bởi đêm hôm đó, họ đã không đến khách sạn để ngủ, mà Emily và cả Joseph vẫn còn ở trên chiếc xe cắm trại của Joseph. Ngày 18 tháng 10 năm 2021, 3 ngày kể từ khi không thấy tin tức gì của Emily, Joseph gọi điện cho bố mẹ của Emily và kể cho họ rằng cả hai đã có một cuộc cãi vã. Joseph kể rằng cả hai đã xảy ra cãi vã ở chỗ cắm trại. Emily tức giận và bỏ đi khỏi chiếc xe. Cô ấy đi bộ xuống đường Vermont số 2 và nói rằng cô sẽ đón một chiếc Uber để đưa cô trở lại New Hampshire. Anh ta tiếp tục kể rằng anh ta quay lại con đường cũ, đến một cửa hàng tiện lợi, dừng ở đó để nguôi cơn giận và lái xe quay lại với hy vọng đón được Emily, nhưng không tìm thấy cô ấy ở đâu cả. Joseph cho rằng Emily đã có thể đi nhờ ai đó. Emily được nhìn thấy lần cuối vào lúc cô ấy mặc một chiếc áo sơ mi tay dài màu đen, quần jean rách và giày thể thao màu trắng. Gia đình Emily báo với Joseph rằng con gái họ chưa bao giờ trở về nhà, và ngay lập tức họ báo cảnh sát rằng cô đã mất tích. Họ nói rằng con gái họ và con rể đã có những cuộc cãi vã trong hôn nhân, khiến cho mối quan hệ trở nên rạn nứt, và họ từng nhìn thấy những vết bầm tím trên người con gái họ. Cảnh sát bắt đầu nghi ngờ về câu chuyện của Joseph
nhưng họ không thể liên lạc được với anh ta. Sau khi báo cho cha mẹ của Emily, anh ta không về nhà mà đi xuống thị trấn Albans, Vermont, cách chỗ cắm trại Burton 60 dặm. Anh ta ghé đến nhà một người bạn và đậu chiếc xe cắm trại ở bên ngoài ngôi nhà. Trên đường đến Meadowbrook Lane, người bạn của Joseph tiếp đón anh ta một cách vui vẻ mà không hề biết rằng Joseph đang giấu đi một bí mật khủng khiếp như thế nào trên chiếc xe cắm trại đó. Đêm đó, Joseph không chịu vào nhà bạn anh ta ngủ, mà anh ta nói rằng muốn ngủ trên xe cắm trại. Nhưng thực sự anh ta không ngủ, mà làm một việc khủng khiếp cho cuộc hôn nhân của anh ta với Emily. Cả đêm hôm đó, sở cảnh sát ở Hampshire và Vermont đã lên đường tìm kiếm những cô gái tóc vàng có miêu tả giống với Emily. Nhưng họ chẳng bao giờ tìm kiếm được, bởi vì Emily đã nằm lại vĩnh viễn trên chính chiếc xe mà Joseph lái. Sáng hôm sau, trung sĩ Amy Nolan tình cờ bước vào một cửa hàng Maple Field mà Joseph cũng đang ở đó. Mất một lúc trước khi trung sĩ Amy nhận ra đó là Joseph. Cô ấy bước lại gần và cô nói rằng anh ta đang bị truy nã để thẩm vấn về vụ mất tích của Emily. Joseph biết rằng chuyện gì đến cũng đã đến. Anh ta tỏ ra cam chịu bất cứ điều gì xảy ra đối với anh ta, nên anh ta đầu hàng trước trung sĩ Amy và anh ta bị bắt về đồn cảnh sát Patrol Barrack. Trong khi bị giam giữ, Joseph đã bắt đầu khai tất cả với cảnh sát rằng anh ta đã sát hại Emily. Các đội pháp y đã đến nơi Joseph giấu xác của Emily. Đó chính là chiếc xe cắm trại của anh ta. Họ làm việc ngày đêm để góp nhặt những bằng chứng tố cáo Joseph và cáo buộc anh ta giết người cấp độ 1. Anh ta khai rằng trên đường đi cắm trại, cả hai đã xảy ra một cuộc cãi vã nảy lửa và trở thành một cuộc ẩu đả, dẫn đến việc Emily đá vào anh ta. Nhưng sau đó, cả hai đã bình tĩnh và tiếp tục hành trình cắm trại của họ. Nhưng tối hôm đó, nhìn thấy Emily nằm trên giường và chìm vào giấc ngủ. Chỉ vài phút sau, Joseph đã lấy ra một khẩu súng lục và bắn hai phát vào đầu Emily trong khi cô đang ngủ và giết cô ấy ngay lập tức. Sau đó, anh ta trùm một chiếc túi đen lên đầu Emily và kéo lê cô ấy ra khỏi giường, rồi nhét cô ấy vào phòng tắm chật chội trên chiếc xe cắm trại đó. Mặc cho xác Emily nằm trơ trọi giữa căn phòng tắm chật chội lạnh lẽo, anh ta đi ăn sáng với em gái và để lại cái xác tiếp tục bị phân hủy thêm 3 ngày nữa, trong khi anh ta lái xe đến nhà bạn anh ta để tiệc tùng. Sau buổi tiệc tùng vui vẻ, anh ta trở lại chiếc xe cắm trại và bắt đầu phân xác của Emily ra thành từng mảnh. Anh ta bắt đầu loại bỏ cánh tay và kế tiếp là hai chân cô ấy. Sau đó, anh ta để riêng vào tầng bao rác màu đen. Đội cảnh sát pháp y điều tra hiện trường đã xông vào xe và thu thập được tất cả các mảnh thi thể của Emily trong chiếc xe cắm trại đáng sợ đó. Họ còn thu được một khẩu Glock 19 và một lượng lớn tiền mặt khác. Số tiền đó lên đến 20.000 đô. Gia đình Emily sau khi nhận cú sốc mất con, một nhóm từ thiện xã hội đã trao cho họ một số tiền an ủi. Nhưng bố mẹ Emily cảm ơn họ. Có lẽ không có số tiền nào có thể cứu được con của họ nữa. Vào tháng 12 năm 2022, bố mẹ Emily thắng vụ kiện chống lại Joseph vì anh ta đã gây ra cái chết của con gái họ. Gia đình Emily sẽ nhận được 1,5 triệu đô. Không có cách nào Joseph có thể trả được số tiền đó. Nhưng những sĩ quan thu nợ của tòa án sẽ xuất hiện khi anh ta kiếm được tiền và chuyển tất cả cho gia đình Emily cho đến khi con số đó đủ 1,5 triệu đô la. Có lẽ Joseph phải mất cả đời để làm việc và trả nợ cho cái chết của Emily. Nhưng liệu anh ta có thể ra ngoài và làm việc để trả nợ, hay bản án chung thân là thứ xiềng xích anh ta suốt đời? Đến nay, vụ án của Emily vẫn chưa đoán định được mức phạt tù mà Joseph phải gánh chịu. Nhưng lý do mà anh ta sát hại Emily vẫn là dấu chấm hỏi lớn nhất mà không ai có thể biết được. Cãi vã trong hôn nhân là chuyện bình thường và tất yếu sẽ xảy ra.
nhưng liệu có đáng phải tước đi sinh mạng của Emily? Điều đó chỉ có Joseph biết.